Thưa quý vị, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ của huyện Hải Châu đã đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, quyết liệt trong chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị theo tiến độ mang nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận đề ra. Trong đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị luôn được xem là nhiệm vụ then chốt, trọng tâm. Xuyên suốt thời gian qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được quận ủy Hải Châu thường xuyên quan tâm. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã kết nạp được 272 đảng viên mới, 100% tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn hoàn thành nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, các đơn vị sự nghiệp công lập tiếp tục tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nhất là trong điều kiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị. Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 6 đã ban hành cái nghị quyết, trong đó kèm theo có 12 cái đề án, 7 cái chương trình và 3 cái kế hoạch. Trên cơ sở đó thì Đảng bộ quận đã triển khai đến các tổ chức cơ sở đảng, đặc biệt là Đảng bộ 13 phường, tập trung triển khai các cái nhiệm vụ, các cái giải pháp mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 6 đã đề ra. Bên cạnh đó là trên cơ sở các chương trình hành động của quận thì Đảng bộ cơ sở triển khai cái nghị quyết của mình cho nó phù hợp với tình hình thực tế, đặc biệt là tuyên truyền cái nghị quyết đó đến đảng viên và nhân dân để đồng thuận trong việc thực hiện. Đáng chú ý, các đơn vị địa phương trên địa bàn quận đã phát huy vai trò chủ động, có nhiều mô hình cách làm hay nhằm thực hiện các hiệu quả kết luận số 21 của Ban chấp hành Trung ương khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa và chương trình 05 của quận ủy về nâng cao hiệu quả giáo dục chính trị và công tác tư tưởng trong hệ thống chính trị quận Hải Châu giai đoạn 2020-2025. Phát huy dân chủ trong đảng, phát huy dân chủ trong hệ thống trị và dân chủ cơ sở, từ đó tạo sự đồng thuận của cán bộ đảng viên và nhân dân toàn phường trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đảng bộ phường đề ra. Nhờ triển khai có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng đảng và hệ thống chính trị, đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, quyết liệt trong chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, trải qua nửa nhiệm kỳ, đến nay đảng bộ quận Hải Châu đã hoàn thành 11/12 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch được giao. Mới đây, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Hải Châu lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận đã nỗ lực đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị trong nửa nhiệm kỳ còn lại, Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ quận ủy Hải Châu tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Đề nghị Ban chấp hành Đảng bộ quận tiếp tục kiên trì và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, xem đây là nhiệm vụ then chốt của nhiệm kỳ mà trọng tâm là triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả kết luận số 21 và kế hoạch số 45 của Thành ủy, quan tâm hơn nữa đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên và thường xuyên theo dõi, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh xử lý cán bộ đảng viên có vi phạm. Tiếp tục quán triệt và tuyên truyền, triển khai hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, của Thành ủy về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, duy trì nề nếp về tiếp công dân và đối thoại với nhân dân của người đứng đầu cấp ủy chính quyền. Thời gian đến, quận ủy Hải Châu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện toàn diện công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ, xây dựng tổ chức bộ máy chính quyền các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 6 đã đề ra.